Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành AZ đây. Tiếp tục với series là thần thú đại chiến Pokemon nha anh em ơi. Và link tải cũng như là code mới sẽ để phía dưới nha. Ủa cái gì đây, Nai thần à. Thì hôm nay lại có code mới anh em ạ. Cuối tuần chúng ta rất tuyệt vời. Mình đã nhận được một code mới. Thì mình sẽ lấy cho anh em code này nhé. Code này mình sẽ để phía dưới phần comment cũng như là kèm link tải nha. Rồi, đây thì code đây sẽ hạn dùng tới mùng 3 tháng 6 nha anh em ơi. Chúng ta sẽ copy code này này. Thần Nai à? Thần Nai con này có vẻ là không biết có ai dùng con thần Nai này không? Mình thấy cũng ít ít người dùng con thần Nai anh em ạ. Thần thú cái này lại chơi cái kiểu là đua top xếp hạng thôi. Đua top xếp hạng thì đua bằng mắt. Chịu nha anh em, thần Nai thì đúng là bó tay chấm cơm ha. Đây thần Nai rất là đẹp luôn. Nhưng chúng ta cũng không làm gì được. Rồi, cho vào cái bánh răng này, ấn vào gift code này. B54D gì đó. Và chúng ta sẽ nhận kim cương ở 500 cũng như là thêm mảnh vạn năng và thêm 10 phiếu rút 5 đá sao anh em nhá. Quả cũng rất là ngon nghẻ luôn. Thần thú à. Mình thấy là có cái gì đó mới cơ mà nhỉ. Bạn bè này. Cũng có một người yêu cầu kết bạn anh em ạ. Rồi chúng ta kết bạn xong rồi mình sẽ nhận tất cả một cái đống này. Kim cương. Mình đang có 12. Chắc là mình sẽ cũng sẽ tới là chiêu tài à. Mèo chiêu tài này ngon này anh em. Chúng ta có đủ game để chơi không? Hy vọng là đủ ha. 498 mà ngon đấy chứ. 1.001 là hơi cùi ha. 2.007. Đang thiếu game anh em nhờ. 6.007. Phải cả đạn. Được có 13.000 thôi. Tổng cộng là mình cũng được lên tầm 17.000 game anh em ạ. Ngon đấy chứ. Ngon nghẻ là phết anh em ạ. Rồi, tự nhiên lại có cái mèo chiêu tài này. Chắc không biết bao giờ sẽ có sự kiện red nhờ. Tôi chỉ cần 20.000 game thôi là tôi sẽ lấy được một con red rồi. Nhìn chung là game không cần nạp đâu anh em. Anh em chỉ việc vào và lấy phần thưởng thôi. Nhận tất cả. Nếu anh em nào có thể nạp cái thẻ 200 cành vào đây ha. Là mình nghĩ là hợp lý nhất là cái thẻ phiêu lưu này. Chúng ta sẽ được rất là nhiều thứ ngon. Tiệc à, tôi sẽ ăn tiệc buổi sáng nhá. Phục hồi tài nguyên thì mình sẽ mua vàng. Có thể lấy thêm kinh nghiệm được. Chúng ta có thể mua cái này được anh em nhá. Tầm khoảng 200 250. Tầm khoảng 300 game. Rất là tầm khoảng 300 game anh em ạ. Không vấn đề gì nhá. Chúng ta 300 game ta sẽ kiếm lại nhanh thôi. Tôi chỉ cần làm nhiệm vụ ngày những thứ là ngon ngay mà. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ có khá nhiều cái tài nguyên để mình có thể up được cho Pokemon của mình lên. Sẽ bán này đi. Lựa chọn mạnh S cộng à. Vật phẩm thức tỉnh ra. Cho sẽ mở cái này ra nhé. Chúng ta vẫn còn cái hòm kia cơ. Nhiều phết đấy, nhiều thứ phết đấy. Dương chọn mảnh. Con này tôi không chọn được cái con mình cần anh em. Rồi mình xem vào Pokemon liệu rằng tôi đã có thể đột phá cho nó chưa. Chưa anh em ạ, còn khá lâu ấy. Mình vẫn chưa mở được cái thành phố X-Griotex 149 á. Mình phải mở được cái thành phố X-Griotex cơ ha. Thì mới có thể lên được. Kỹ năng này. Mình chưa mở cái X-Griotex nên rất là khó đánh anh em nhỉ. Mình nghĩ mình sẽ làm nhiệm vụ và đi đánh map là đẹp. 181.000 à, đây không? Tôi có thể đấu được với một người này. Và cái tỷ lệ thắng của mình sẽ khá là cao. Ok. Cho sẽ bỏ qua nhé. Đấy. Đơn giản và đi đa rổ. Ok, chúng ta sẽ mở cái này ra. Hộp tình bạn anh em ạ. Chúng ta sẽ kiếm một vài thứ. Rồi, xếp hạng 61 mình cứ để từ từ rồi mình đánh sau. Mình sẽ ấn vào đây nhá. Rút thẻ. Đây là map khó hay là map gì đây? Vẫn là đi theo cốt truyện thôi mà. Ồ, cốt truyện mình chưa đánh xong cái này nhỉ? Rồi mình sẽ đánh cái này đi. Mình có thể là đánh được cái cốt truyện của cái phần này. Thế nhưng mình nghĩ là thế. Ây à, sát thương là 23.360. Cái này tốc độ X3 là cao nhất rồi anh em ạ. Cũng không có cái tốc độ nào cao hơn cái này đâu. Anh em nhớ code và link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Tấn công và tấn công đó thôi.
mấy con PGL à. Mình chết mất con Groudon rồi anh em. Chỉ bây giờ đợi hoặc là nạp thêm 50 cành để nâng cấp cho Groudon thôi, hoặc nâng cấp thêm cho con nước rồi thôi. Nó đang giảm giá đấy anh em. Muốn mạnh thì phải nạp thêm Groudon, và mình nghĩ mình sẽ nâng cho con nước là sẽ hợp lý hơn mua con nước rồi này. Chỉ có 50 cành thôi mà. Giá nó không đắt lắm ấy. Phòng ngự mình phòng ngự chắc lắm. Nhưng bọn nó cũng trầu lắm anh em nha. Không qua trận này như thua hay sao ấy nhỉ? Trận này như thua này, nó có rất là nhiều con bọ ngựa đỏ. Khó phết anh em ạ, chẳng dễ để có thể hạ được bọn này. Con đằng sau sắp chết rồi đấy anh em. Nó chuyển con nước rồi. Một bé chết anh em ơi. Hay, hạ được đấy anh em ạ. Hạ được. Hạ được anh em ơi. Trận này thắng rồi. Trận này không quá khó. Rồi, xong nhá anh em ơi. Tôi đã xong được cái map này. Ủa, hình như tiếng game nó sẽ hơi to ha. Mình sẽ cho tiếng game nó nhỏ đi tí. Này là hợp lý rồi. Nhưng mà đây là map cao nhất mà mình đã có thể chơi được. Mình chưa lên... chưa đâu. Mình còn vào trong cái này. Đây đâu phải cửa cuối. Thành phố Exeter này anh em. 149 à? Hình như là phải đánh ở cái cửa 149 thì chúng ta mới có thể là có thể vào được cơ. Hiện tại thì chưa nhá. Tôi vẫn đang phải đứng ở ngoài. Hiện tại thì tôi vẫn phải đang đứng ở ngoài cứ để nó đánh đi. Nếu không đánh được thì mình sẽ chuyển qua cái phần tấn công của mình. Ok anh em. Rồi anh em ơi, let's go. Chuyển đi anh em ơi, get go. Một đấm, hai đấm, ba đấm. Ôi. Có lửa nhỉ. Bình thường, tí mày. Ui ôi, chết rồi, thua. Được hồi phục một tí máu anh em ạ. Nhưng có vẻ là không ổn lắm nhỉ. Con kia nó được hồi một tí máu kìa. Sao nó tập trung đánh hết vào con này vậy? Ui, má ơi, nó khỏe thế. Không biết được hồi máu không. Nhưng mà chết rồi, thua rồi. Nó cứ vả con đấy của mình thì làm sao mình đỡ được. Ui, thua rồi. Hết tăng cơ rồi anh em, không còn tăng cơ, khỏe rồi. Ok, vẫn ăn được anh em ơi. Vẫn ăn được. Tưởng nó bá đạo. Một đập. Ok. Hay quá. Chưa phải cửa cuối anh em ạ, ác mộng rồi. Vấn đề là ác mộng thật sự rồi anh em. Ở đây bắt được mấy con này à? Escalator. Hình như mình có thể đi map này sao rồi hay sao anh em nhỉ? Mình sẽ mua hai lần. Mình vào Pokemon này. Mấy con này có thể là đột phá chưa? Được rồi anh em ơi. Thành phố Escalator. Đợi mãi cái này. Phải nâng cấp cho con này lên luôn. 50 lần. Chúng ta đang rất cần anh em ạ. 61 rồi. Tuyệt vời. Một cái này. Sunken. Ui. Vãi cả nồi. Chết mợ. Thành phố Exeter 149 ạ. Oh my god. Trời ơi. Khó nhằn anh em. Đây. 149 ạ. 149 phải được 3 sao mới có thể quét được anh em. What the fuck? Thế thì chịu rồi. Pokemon này. Sao lại khóa à? Không hiểu luôn. Ui, đến nhau với con Rayquaza này thì ăn trưởng rồi. Không ăn được rồi. Rayquaza của nó khỏe. Tấn
không hiệu quả. Úi dồi ôi. Cửa đầu thì còn ăn được, mấy cửa sau thì chắc khó. Mấy cửa sau thì chắc là siêu khó. Đây là cửa 2 hay cửa 3 đây? Đây mới cửa 2 mà đã chết mất hai con tăng cơ khỏe rồi. Rồi anh em, cửa 3. Ôi, có một mình con Rayquaza thôi. Thế thì thua rồi. Đấm phát chết luôn một con. À không, chết đâu. Bay lên trời thôi. À, thế còn Rayquaza này không phải lo anh em ơi. Đấy, con này không phải khỏe lắm đâu, nó có một con thôi, mình chỉ sợ nó có cả một bầy của nó anh em. Một bầy của nó thì đúng là chịu luôn ha. Ủa, cái này được 3 sao, cái nồi này không được 3 sao này. À, thật sự. Chúng ta cũng muốn Pokemon mình nó mạnh lên đấy, nhưng mà không ấy được. Nó khóa rồi, tại vì không được 3 sao. Ây, trời ơi, buồn thế nhở. Tôi cần cái đá gì? Đá quý nước màu tím ạ, à, ok. Mình sẽ vào trong cái túi đồ nha, mình như mình còn nha. Gì đấy? Màu tràm à? Màu xanh coban à? Màu tím anh em ạ. Màu tím phong lan. Màu tím này. Rồi anh em, tôi mở cái hòm này ra. Đá quý nước màu tím à, nhưng không biết là có đủ không ấy. Pokemon đủ là được, phải lấy được cái bàn thờ cổ 15.9. Ui, mày toàn cửa khó thế. Cửa khó thế này thì đánh đập gì nhở? Zirachi chắc phải quét cho Zirachi lên thôi. Zirachi với con này thôi. Con này chắc là mình cũng sẽ đánh đấy, đánh lâu dài đấy, con nước này. Hết luôn anh em ạ. Đấu trường xem nào. Đấu trường hiện tại thì top 1 họ vẫn dùng con nước Zirachi, Hoppa. Cả mấy con này luôn. Đấy, cái top 1 này mình sẽ build theo top 1 anh em nhờ. Là đẹp, con này tiến hóa Mega. Trông xịn thật thôi. S cộng. Có cả con này S cộng cơ. Zirachi, Celebi mình áp dụng theo công thức này thôi. Cố gắng nâng cấp những con như thế này thôi. Chứ hiện tại chưa có ý tưởng gì mới mẻ cả. 127.000 hớ. Có một người đánh yếu này, một người khá yếu ở đây này, mình hoàn toàn đánh được anh em. Giờ ok, bao nhiêu phút tôi cay rồi, 33 rồi, chắc là chơi nốt trận này đã thì xong. Trận này chắc là thắng được. Con kia vẫn chưa lên được thì cứ nâng cho mấy con nước lên này. Kyogi này, nâng sao không chưa nâng được thì mình sẽ đột phá nó các kiểu gì đấy, cũng không phải là quá khó lắm đâu. Chưa đủ ấy chứ. Đó khoảng 400 đây anh em ạ. Khó phết đấy nha. Đây là cấp 61 nhưng mà không phải, không dễ để có thể lên được kia. Rồi hết rồi anh em nhá, hết thể lực rồi. Chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nhá. Con thần thú mới, nhưng mà con thần thú này cũng chẳng ai dùng mấy ấy, nên mình đang suy nghĩ.